chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với chữ ngờ ghép nhé các em. Đây là chữ ngờ ghép. Chữ ngờ ghép được ghép bởi 3 con chữ. Con chữ N đứng đầu, con chữ G đơn đứng giữa, con chữ H đứng cuối. Và chúng ta sẽ phát âm là ngờ. Các em hãy đọc theo câu nào. Ngờ. 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 Bây giờ cô sẽ tìm một số từ ngữ có tiếng chứa chữ ngờ ghép. Cô ví dụ: ngờ e nghe sắc nghé. Nghé. Ngờ e nghe sắc nghé. Nghé. Ngờ e nghe sắc nghé. Nghé. Tương ứng với tiếng nghé, cô có từ con nghé. Ví dụ tiếp theo: ngờ em nghe nặng nghẹn. Nghẹn. Ngờ em nghe nặng nghẹn. Nghẹn. Ngờ em nghe nặng nghẹn. Nghẹn. Tương ứng với tiếng nghẹn, cô có từ nghẹn ngào. Ví dụ tiếp theo: ngờ em nghe ngã nghẽn. Nghẽn. Ngờ em nghe ngã nghẽn. Nghẽn. Ngờ em nghe ngã nghẽn. Nghẽn. Tương ứng với tiếng nghẽn, cô có từ tắc nghẽn. Nghẽn mạch. Ví dụ tiếp theo: ngờ ép nghét nặng nghẹt. Nghẹt. Ngờ ép nghét nặng nghẹt. Nghẹt. Ngờ ép nghét nặng nghẹt. Nghẹt. Tương ứng với tiếng nghẹt, cô có từ nghẹt mũi. Ví dụ tiếp theo: ngờ ê nghe nặng nghệ. Nghệ. Ngờ ê nghe nặng nghệ. Nghệ. Ngờ ê nghe nặng nghệ. Nghệ. Tương ứng với tiếng nghệ, cô có từ củ nghệ. Ví dụ tiếp theo: ngờ ê nghe huyền nghề. Nghề. Ngờ ê nghe huyền nghề. Nghề. Ngờ ê nghe huyền nghề. Nghề. Ngờ íp nghiếp nặng nghiệp. Nghiệp. Ngờ íp nghiếp nặng nghiệp. Nghiệp. Ngờ íp nghiếp nặng nghiệp. Nghiệp. Cô có từ nghề nghiệp. Ví dụ tiếp theo: ngờ anh ngân. Ngân. Ngờ anh ngân. Ngân. Ngờ anh ngân. Ngân. Tương ứng với tiếng ngân, cô có từ ngân ngang. Ví dụ tiếp theo: ngờ ếch nghết sắc nghết. Nghết. Ngờ ếch nghết sắc nghết. Nghết. Ngờ ếch nghết sắc nghết. Nghết. Tương ứng với tiếng nghết, cô có từ ngốc nghết. Ví dụ tiếp theo: ngờ y nghi. Nghi. Ngờ y nghi. Nghi. Ngờ y nghi. Nghi. Tương ứng với tiếng nghi, cô có từ nghi ngờ. Nghi vấn. Ví dụ tiếp theo: ngờ y nghi nặng nghị. Nghị. Ngờ y nghi nặng nghị. Nghị.
ngờ y nghi nặng nghị. Nghị tương ứng với tiếng nghị, cô có từ nghị định. Hội nghị. Đề nghị. Ví dụ tiếp theo, ngờ ét nghét sắc nghét, nghét. Ngờ ét nghét sắc nghét, nghét. Ngờ ét nghét sắc nghét, nghét. Tương ứng với tiếng nghét, cô có từ đắng nghét. Ví dụ tiếp theo, ngờ eo nghèo huyền nghèo, nghèo. Ngờ eo nghèo huyền nghèo, nghèo. Ngờ eo nghèo huyền nghèo, nghèo. Tương ứng với tiếng nghèo, cô có từ giàu nghèo. Nghèo hèn. Ví dụ tiếp theo, ngờ e nghe, nghe. Ngờ e nghe, nghe. Ngờ e nghe, nghe. Tương ứng với tiếng nghe, cô có từ lắng nghe. Nghe nhạc. Ví dụ tiếp theo, ngờ y nghi hỏi nghĩ, nghĩ. Ngờ y nghi hỏi nghĩ, nghĩ. Ngờ y nghi hỏi nghĩ, nghĩ. Tương ứng với tiếng nghĩ, cô có từ nghỉ ngơi. Nghỉ lễ. Ví dụ tiếp theo, ngờ y nghe ngã nghĩa, nghĩa. Ngờ y nghe ngã nghĩa, nghĩa. Ngờ y nghe ngã nghĩa, nghĩa. Tương ứng với tiếng nghĩa, cô có từ ý nghĩa. Nghĩa cử. Nghĩa vụ. Ví dụ tiếp theo, ngờ y nghiêng, nghiêng. Ngờ y nghiêng, nghiêng. Ngờ y nghiêng, nghiêng. Tương ứng với tiếng nghiêng, cô có từ nghiên cứu. Ví dụ tiếp theo, ngờ y nghiêng nặng nghiện, nghiện. Ngờ y nghiêng nặng nghiện, nghiện. Ngờ y nghiêng nặng nghiện, nghiện. Tương ứng với tiếng nghiện, cô có từ nghiện rượu. Ví dụ tiếp theo, ngờ y nghiêng huyền nghiền, nghiền. Ngờ y nghiêng huyền nghiền, nghiền. Ngờ y nghiêng huyền nghiền, nghiền. Tương ứng với tiếng nghiền, cô có từ nghiền nát. Ví dụ tiếp theo, ngờ y nghiêng, nghiêng. Ngờ y nghiêng, nghiêng. Ngờ y nghiêng, nghiêng. Tương ứng với tiếng nghiêng, cô có từ nghiêng ngã. Ví dụ tiếp theo, ngờ ít nghít nặng nghịch, nghịch. Ngờ ít nghít nặng nghịch, nghịch. Ngờ ít nghít nặng nghịch, nghịch.
tương ứng với tiếng nghịch, cô có từ nghịch ngợm. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô hẹn gặp lại các em ở bài học sau nhé.